xin chào quý vị và bà con ngư dân. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, thời tiết và tình trạng ven biển trên các vùng biển chưa có nhiều biến đổi. Nơi có gió Tây Nam hoạt động mạnh nhất vẫn là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông với gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 cho đến cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Còn vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cho đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Mưa rông rải rác trong 24 giờ tới, tập trung tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và gây trở ngại đến các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, thịnh hành hướng gió Tây Nam, cường độ yếu, chỉ ở khoảng cấp 3 cho đến cấp 4, nên tình trạng biển ổn định. Mưa rông trong 24 giờ tới xảy ra không nhiều, chỉ ở một vài nơi nên nhìn chung ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải trên tuyến hải trình này. Nằm xa hơn về phía Nam, nên dọc theo vùng biển miền Trung, trong đó có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn trong đêm nay, ngày mai, cũng như vài ba ngày tới, gió có hướng Tây Nam thịnh hành và hoạt động với cường độ phổ biến ở khoảng cấp 4 đến cấp 5, nên biển không động, sóng cao dưới 2 mét. Thời tiết về chiều có nhiều mây, tuy nhiên mưa rông chỉ xảy ra ở một vài nơi, nên ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Xuống đến tuyến hải trình Vũng Tàu đến Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Tây Nam là phổ biến, với cường độ tiếp tục hoạt động mạnh ở khoảng cấp 6, giật cấp 7 cho đến cấp 8, nên biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, mưa rông rải rác còn duy trì trên tuyến hải trình này, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, được dự báo sẽ có gió Tây Nam hoạt động phổ biến với cường độ cấp 4 cho đến cấp 5, nên tình trạng biển bình thường, sóng thấp dưới 1,75m. Về chiều và tối, mưa rông xuất hiện nhiều, nên cần cảnh giác với tầm nhìn giảm kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.